đối diện chùa Vĩnh Nghiêm á, có cái hẻm á, chạy vào ha, chạy vào đây là mình thấy có cái quán chay này, xong rồi có những cái cửa hàng bán cháo đó, Bồ Đề Tâm, Tinh Tượng, Chương Gió, Pháp Phục Hiền Trà đó, đó. Ha, đây một cửa hàng mà dành riêng cho Phật giáo đó. Quần áo em bé nữa, ngồi lên cục rồi à, có một cái quán trà Việt để uống trà đó, trà làm đạo nè, quán trà Việt gian yên tĩnh. May dễ thương ha, chạy ra ngoài kia đường Hoàng Sa rồi, thôi mình lên cà phê spa, cà phê xoay theo cái dạng ngồi bọt á, ghế ngồi bọt xuống luôn. Đây cũng có một chiếc rõ. Mình chạy đâu ta? Phải lên cầu chứ nhỉ? Cầu này còn lên ra cầu Công Lý á, quên rồi, cầu Công Lý đó, đó là chùa này, lên cầu
trời đang mưa, từ chiều tới giờ nó chuyển mây mà bây giờ nó mưa đó. Một ngoài là người phải lấy áo mưa ra mặt rồi, mình sắp tới nhà rồi, mình biết gán nổi cái nhà. Trời đang mưa nhỏ nhỏ lâm lan.
dừng ở đây đi. Rồi, hành trình đi tham quan bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh đến đây kết thúc. Rồi, chúc quý khán giả có những giây phút vui vẻ khi tham quan ở bảo tàng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.